Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tham gia cuộc thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên năm 2022, 12 tuyến đường được lọt vào vòng chung khảo để chọn ra giải nhất có trị giá giải thưởng 500 triệu đồng. 12 tuyến đường này đều đạt và vượt 5 tiêu chí gồm cứng, sáng, xanh, sạch, đẹp theo thể lệ ban tổ chức đề ra. Trong đó, nhiều tuyến có bề mặt rộng trên 5 mét, dài từ 700 đến hơn 1 km, được trải bê tông áp phan, có hệ thống thu gom nước được cứng hóa, có biển báo an toàn giao thông, hệ thống điện chiếu sáng và đồng bộ về quy cách, hai bên đường được trồng cây bóng mát, hoa cây cảnh hoặc vẽ tranh bích họa. Các hộ dân sống hai bên đường thường xuyên chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Dây điện, các viễn thông được bó gọn gàng, không treo băng rôn, ba đồ trái phép, không có quảng cáo giao vặt. Đặc biệt, các tuyến đường này đều có sự tham gia đóng góp của người dân và huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện trên 20% tổng giá trị công trình. Theo danh sách, Văn Giang có 3 tuyến đường lọt vòng chung khảo, huyện Phù Cừ có 2 tuyến, các huyện thị xã còn lại mỗi địa phương có 1 tuyến. Ngày 13 tháng 12, ban tổ chức cuộc thi sẽ tiến hành vòng thi chung khảo với nội dung thuyết trình và trình chiếu video để chọn và trao một giải nhất trị giá 500 triệu đồng, 2 giải nhì mỗi giải 300 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 100 triệu đồng và 6 giải khuyến khích mỗi giải 50 triệu đồng.